chào cả nhà. Thì hôm nay mình muốn làm clip này để chia sẻ về cái bộ sưu tập túi vịt của mình. Cũng sưu tầm cũng trong một thời gian khá là dài. Thì hiện tại thì mình đã có được cái bộ sưu tầm màu đỏ rô, khoảng được 22 cái. Thì cái này ở đây là không phải cái, là tất cả những cái gì cái mẫu mà túi vịt đang có hiện tại ha. Về mình đang nói về túi vịt vintage mà nó còn có rất là nhiều, nhưng mà sưu tầm nó rất là lâu và hiện tại cũng như đây là cũng khá rồi. Thì hôm nay cũng làm clip để chia sẻ cái bộ sưu tập này đến tất cả mọi người để mình cùng enjoy ha. Thì trong cái bộ sưu tầm của mình á thì mình có khoảng được 22 cái ha. Thì mình giới thiệu qua từng cái đến mọi người. Cũng nói sơ lại với mọi người thì túi vịt có nguồn gốc xuất phát từ Mỹ và nó làm bằng da nguyên miếng, nhưng mà sau một thời gian thì do cái chính sách của Mỹ nó thay đổi, không có cho làm túi từ da nguyên miếng nữa, cho nên những cái dòng túi mới sau này á thì phía trong nó sẽ lót vải chứ không có da nguyên miếng, và điều đó sẽ làm cho cái giá trị của cái túi hiệu vịt này, mình gọi túi vịt là theo cái tên của Việt Nam thôi, tên dễ thương thôi, chứ tên đúng nó là Donny Bird. Thì chính vì là không còn sản xuất dòng túi này nữa, cho nên là cái người mà thích tìm về cái dòng túi vintage này là sưu tầm rất là nhiều, và là cái giá trị của nó và cái túi vịt càng ngày càng tăng lên. Mà đặc biệt là những dòng túi mà được xài mà nghĩ ha qua năm tháng thì cái giá trị nó càng ngày càng cao lên, chứ không mất đi của bạn. Nên là cái điều chúng ta hay ở trong cái vấn đề mà xài túi vịt này. Ok, bây giờ cái dòng túi đầu tiên mình túi đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn này là gồm tên là Small Vintage Shopping Bag. Đây phía trước nó, đây là phía sau, này thì đeo vai thôi. Mình bên hộp năm ha, thì cái size của nó là 23 cm, 4 cm và 11 cm, có nghĩa là cái chiều cao này là mình 24 cm, rồi bề ngang là 23, rồi cái bề ngang thái của nó là 1 cm. Đây là cũng nhờ một cái phần khó thì phía trong nó nè, phía trong nó là da nguyên miếng, không xài rất là bền. Đeo vai rất là đã luôn, có những cái rất đồng trong nó có, và nó có cái mã số, số đầu mà từ Mỹ. Mình giới thiệu tiếp với mọi người cái túi thứ hai. Đây. Trước nó, sau.
bạn này tên là Vintage Classic Central. À, thì bề ngang của bạn là 32 cm, rồi chiều cao của bạn là 23 cm và bề rộng đáy là 11 cm. Bạn này thì mình cắt tay như vai và nó rộng. Trông là đồ đá luôn. Tương tự vậy. Bắt vải nè. Chữ A. Đồ là đừng được quá cho đồ luôn, khá gặp nha. Mà bị ngang cái đồ của mình quá đã. Rồi cái ba này nha, mình hay gọi nó là túi hớn. Từ ha, Giang hay gặp túi hén. Đấy, mới và đẹp. Mình xài càng lâu, nó càng mới, mình giữ nó càng tốt. Cái giá trị nó càng tăng. Thì bạn này tên là Norfolk Satchel. Thì những cái tên này thì mình cố gắng mình tìm, và có thể đâu đó là nó không có chính xác lắm. Thì trong quá trình mà mấy bạn có thể có nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm hơn, mấy bạn có thể chia sẻ thêm ở trên cái clip của Vy ha. Đấy, để mình cùng học hỏi và cùng chia sẻ nhau, hiểu thêm về cái dọc túi là cái niềm đam mê của tụi mình. Thì bạn này là cao 30 cm, bề ngang đó là 27 và đáy rộng tới 12. Có thể xách tay nè, đều chéo được, rất tuyệt vời. Chồng mình nè, giấy tờ và những vật dụng cá nhân bên trong. Đã. Sưu tầm cũng lâu lắm mọi người ơi. Rồi da nó cần rất là mềm mại, dày, êm. Mình với bà xã mình rất là quý, rất là mê mấy cái em chích này. Mà mình xài đó, là thời gian là mình vệ sinh. Ví dụ mình xài thường xuyên thì không nói rồi. Đấy. Còn ví dụ là khi là mình đam mê quá, mình mua nhiều quá, cái thời gian sau á là da này kia rồi nó có thể bị tác động của môi trường, nó mỏng rồi đó. Lên mắt con dính bụi nữa, mình chỉ cần dùng cái khăn mình bị lau sơ nó qua vệ sinh. Còn không có, giả sử là nếu nó hơi có khó thì mình có thể tìm miếng giấm nữa, mình vệ sinh cái là nó ra thôi. Túi này tên gì ta?
Cavalry Body Bag. Wow. Chung là mini ha. Bạn này thì size bao nhiêu nhỉ? 16, 12 và 6cm. Bạn này đeo vai. À, mấy bạn nữ đeo cái này là nhìn nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn và nó rất là cool. Đấy. Trên này ha, chữ Rooney Book and Bird. Rồi use này. Dòng túi này bây giờ tìm được dòng túi mới. À, còn mới. Còn không có bị chày hoặc là ít bị chày này kia đâu, nhiều là hiếm, nó khó lắm, mà có được là nó mắc. Trong cái này được đựng được điện thoại. Do bị ngang nó khoảng 16cm. Cái điện thoại những cái iPhone 7, iPhone 8 và Samsung 8 Plus. Em này tên là Cavalry Body Bag. Rồi tiếp theo nè, hôm nay ha, mình giới thiệu với bạn về cái màu đỏ đô này. Bữa sau còn một bộ cực kỳ là cực phẩm luôn, bộ sưu tập màu vàng cực hiếm. Như là biết rồi, à, túi vịt màu vàng là khó tìm nhất và mắc nhất trong tất cả các màu. Màu đỏ đô nha, có ghi lên hình không có chắc là nó phản ánh được cái màu chính xác hay không, nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó rất đẹp. À, bạn này thì tên là Sergio Gutierrez. Bề ngang của bạn là 24cm, chiều cao là 18cm và chiều ngang đáy là 12cm. Bạn này mình có đeo vai dài. Trong ha, hoàn toàn mọi người nhìn thấy hoàn toàn là da nguyên miếng. Xíu mình cho bạn coi cái dòng túi mới là bên trong nó lót vải như thế nào. Size lớn mấy bạn. Đây size nhỏ. À, size lớn. Đấy. Bạn có thể để một thời gian là nó dính bụi thì nó lên mốc mà. Thằng lau sơ lại. Cái túi nhìn nó cưng lắm, đi là không nỡ mang nó luôn á.
cái này là dòng túi nữ nha, nếu đây là mấy bạn nữ xài mua về sưu tập, nhiều khi nó yêu nó quá đi rồi để ngắm thôi à, và có những cái người bạn của mình á ha là mua về rồi cái sắm cái tủ kiến, đặc biệt là có những cái tủ mà có thể quay được rồi mở đèn lên ha, cái chiều cái mình đi làm về, tối đi làm về mình bật đèn lên cho nó đường quay rồi đã lắm. Này thì ghi tên á, đây là Cross Body Shadow Zip Top Buckle S thì nào muốn hỏi cái tên chi tiết nó như thế nào nó chat trong cái clip đó, clip này mình sẽ được YouTube các bạn chat từ đó rồi các bạn hỗ trợ được các bạn và các bạn nếu các bạn có nhiều kinh nghiệm có nhiều kiến thức các bạn chia sẻ những cái clip của mình ha. Rồi đây bạn này là ngang bằng 30 cm, chiều cao là 22 và đáy là rộng 13, nhỏ hay lớn thì theo sở thích cá nhân của mọi người á, cái nhỏ và cái lớn thì đồ hơn. Con này nó rộng phải nói rồi đó, và cái bạn mà để mình dành mà mình sưu tầm rồi mình bỏ vũ khí mình kiếm cái gì mình không có thường sử dụng, không kiếm gì mình độn nó vô để cho nó giữ cái cung để không coi nó bị méo qua méo lại á. Đây là cái túi trong ha, mà muốn nhìn thấy cái da thì mới mua cái túi nó ra. Túi này là mình sưu tầm là mua từ USA từ Mỹ về đó. Thì ngày nay là cái thị trường mình đó là hàng Thái, hàng Cam, Campuchia rồi nhiều lắm mọi người. Có thể là cái chất lượng của nó và cái độ tin cậy nó không được đảm bảo, cho nên là mình mua hàng tìm hiểu kỹ ha, cái nguồn gốc và quy tắc của chủ shop. Nhiều khi mình thấy đẹp quá, đôi khi lại là Thái hàng Cam. Em này cũng là một em hiếm này. Đấy. Mấy cái này là có khi là mấy cái số giá mà mình mua nói chung là lâu rồi, cái này sưu tầm lâu chứ không có một bữa cái nó ra được bộ này đâu. Thì là ví dụ cái giá hồi trước là dù mình mua nó khoảng dù 3.5 triệu đi, bây giờ nó phải nó đã là 4.000.000-5.000.000 gì rồi đó. Thậm chí giờ mua nó cũng không có nữa. Như cái dòng bích chất đó, không bích chất là hồi trước thời điểm nói chung là khoảng 6-7 năm trước, lúc đó mình mua nó khoảng cỡ 2-3 triệu, còn bây giờ bích chất giờ 7-8 triệu, thậm chí là bích chất màu vàng là 10-mấy triệu luôn. Bạn này ha cũng là một cái dòng mà ít bạn tên là mình Teton Flap Shadow Bag. Bạn này là bề ngang bạn là 24 cm, bề cao bạn là 20 và đáy rộng là 10.
cái sợi dây. Ví dụ bạn để ý thì mấy cái này nó màu đổ đô đi, thì mấy cái phụ kiện, cái dòng, cái miếng nói chung cái sợi dây đi, cái đổ đô nó đi nguyên bộ. Deton ha, deton là nó phối hợp nhiều màu. Mình cũng mình cũng xin nói lại ha, này là mình cũng với là bác học hay là hiểu sâu sắc về cái này, qua quá trình sưu tầm này kia mình tìm hiểu thì góp nhặt được những kiến thức đấy, rồi mình có nhiều mình chia sẻ, rồi với mấy bạn nào có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc là có thể là thấy mình chia sẻ chưa có đúng thì mình correct lại, mình chia sẻ thêm để cho mình học hỏi lẫn nhau đấy. Sao rồi ra nguyên miếng như là đây miếng da nó đây phía trong nữa nè. Ở đã khối tác cũng dài bên trong là bê cũng là chiếc bánh mì dù bình thường ấy, túi bịch thì bình thường hay tìm thì nó có con cái tách đầu rồi có cái tách vải bên trong đây, nhưng mà không phải cái túi bịch nào nó cũng có đầy đủ gì các bạn, thì cái này là nó do quá trình hình thành và phát triển của cái dòng túi bịch này á, cái ban đầu nó không có con cung bịch này không có cung bịch này nhiều ban đầu là cái này rồi sau đó là cái logo bịch, rồi sau đó là phát triển rồi có thêm cái tách đồng, cái tách vải bên trong. Deton Flap Shadow Bed. Bạn mà có niềm đam mê mà sưu tầm túi ha, hàng hiệu ha, là Tony Amber, một trong những cái dòng túi mà đáng để nghiên cứu để chơi khi nhìn nó quên ăn quên uống luôn các bạn. Đây mình giới thiệu với mọi người 8 tháng rồi. Đây, con thòm. Khóa 2250. Năm rồi không nhớ là mua từ khi nào luôn, bây giờ bịch dòng pin này sao mà mua không có một kiếm, bây giờ cũng khó mà mấy cái túi cũ thì nó nhiều lắm bạn, nhưng mà túi mà gọi là mình ưng bụng mình sưu tầm có được cái túi tốt da nó cũng còn tốt tiền khó và giá mua từ Mỹ về đó. Bạn này tên gì nhỉ? Surrey Crossbody Bed. Bạn này là
con hộp vuông đi. Đấy, cao 23 cm ngang 3. Và đấy, 8 đi. Đấy, chiều vài. Bên trong mọi người. Wow. Da cũng dày đã lắm. Mềm. Thương. Rồi. Cái phần hộp nhỏ mini. Cái này thì nó mua được 3 năm trước. Như thế này. Mẫu này mua lúc mua không có được mới, cái này là cũ. Cái gì? Nhưng mà cái này không có được. Thì nó bằng da cho nên là mọi người vệ sinh mình, nhưng mà có những cái bẩn mà nó nhiều bẩn quá, cái mình có thể mình lại chỉ bằng chải, bằng chà xà bông và mình đem phơi nó bình thường, mọi người bình thường bị hư gì da thì không có sợ. Mọi người thứ gì ta? Sponsory crossbody bag. Small. 20 x 20 x 10. Ngang 20 cm, cao 20 và đáy 10 cm. Cái dây này, dây này nó làm đặc biệt. Phải dắt cái dây nó im. Mình sẽ tay các bạn. Các bạn tính gì? Mini bucket bed. Vậy mà xanh mini ha. Chiều cao nó 25 cm. Rồi ngang nó 24. Rồi đường ngang nó 10. Hợp dịch vậy cũng ngon. Đồ
cho nó giữ cái form để lâu cái nó như là nó méo cái form của mình đi. Ủa cái này à, mà đó nha, mình bắt mở bự lên được mà tại mình dưới cái miếng tát. Hai mươi hai cái luôn. Do ban đầu mình cũng không có đam mê nhiều, túi sách được túi thời gian này do mình biết rồi, bà xã mình thì mê rồi sau đó sưu tầm rồi cái mình cũng mê ké. Mày ké luôn. À. Đây. Rồi gọi con bán ngoài cái mặt căng. Điều khoai black sugar bed, black sugar bed có cái style là shadow bed style, vì ngang nó là 26 cm, 26 rồi cáo đáy nó 10. Cái hình ảnh clip này nó nhìn lợi ích này và tiếp tục trên vài tấm hình nhìn cho nó đã. I want showcase with in English. So if some brand from foreign, you are a foreigner, you can speak, you can just directly to me. I can answer you, I share the information for you, and you can share more information for me, more detail for me. Thank you for that. Thank you a lot. Ok nè, da nguyên miếng phần này đây. Ok, phần này tên là Over and Under Small Check Bed. Phần này bị ngang là 28 cm, cao là 18 cm. Đấy, và
đấy là 12. Quá dễ thương luôn. Ok ha, bây giờ để thay đổi không khí chút xíu, để mình lấy có cái túi vịt không phải dùng nguyên tịch ha, túi vịt theo hiện tại mà bên trong là nó vải, để cho mọi người coi. Rồi mọi người chờ một chút xíu nha. Đây là mặt vít đất, là con vịt nó to thì cái là cái dòng muối mới hiện tại, thì bên ngoài nó không là da, bên ngoài là da và bên trong nó lóc vải, vải cái da. Dòng bít đất này là cái màu vàng, gọi là túi viên bạch, túi da miếng như cái bạch này đó. Bây giờ được giá hơn 10 triệu mấy triệu mà kiếm không có da nguyên miếng này, không khá là vải, đó là da nguyên miếng. Rẻ hơn nhiều. Và dòng túi vải, túi vịt này, tôi nghe rồi. Bây giờ ngoài thị trường là bên công ty của Mỹ sản xuất hầu như là toàn là túi vải hết, không có sản xuất là cái dòng vịt này. Bằng ngày mua. Dù bạn ngoài rất đẹp nhưng mà bên trong là lóc vải, cho nên là so với cái độ ưa chuộng, so với độ ưa chuộng và không có bằng, không có bằng cái túi dòng túi đẹp này, cầm nó rất là sướng hơn nhiều. Đã tiếp cho mấy bạn chiếc nhẹ tay nó đang nhẹ như vậy, nó sợ cho nó gãy. Thank you.
miếng da mà mình làm nó khác hơn. Ý là mầm của nó to, to nghe nó mình. Rồi gắn ở đâu cũng được. Tên là Mini Cross Body Head First. À, bề ngang của nó là 18cm, cao là 14, và bề ngang cũng là 8. Và đựng điện thoại là đi luôn. Học thì góp phí. Sớ không, cái phần cái đó cái sớ da của nó dày này thì mình không. Mini này là mình gọi là giống như cái chuông à, nó tên nó là gì? Vintage Bell Bed à, là nó nhỏ lắm, nó cỡ 13, cao 13, ngang 12 và cái độ rộng của cái đáy nó là 5cm mọi người. Giờ nguyên miếng còn đây là hai cái ví gọi chung nó là gì ta, vintage wallet. Ví cái bóp này là 18cm đó, là chiều dài chiều ngang ha, chiều cao nó là 11. Rồi đó. Và cái ví này có đặc tính là phía trong này nó rất là dễ sờn, dễ chóc. Mà bạn nào tìm được cái ví mà bên trong nó còn nguyên là phải nói là kỳ hiếm có luôn. Này phía trong này nó hơi dở, nó dễ bị chảy lắm. Tính cái ví mà ví bịch là nó vậy, tìm khó. Còn hôm nay thì đừng lâm thẻ này kia đó. Okay. Ví nhỏ